Hôm nay coach Trưng sẽ hướng dẫn đòn triangle, sau đó là sẽ chuyển sang đòn reverse triangle lấy Kimura, mà sau đó lại quay lại triangle. Ok. Triangle từ mau. Ok. Rồi dùng lực một tay này đẩy thanh ra xuống. Kìa. Bắt chân lên triangle. Lấy chân giữ. Rồi. Kì. Xong rồi sẽ chống một cách hất lên, hất ngã này. Vẫn giữ tay. Rồi, vô triangle. Ok, mình sẽ chống đòn này bằng cách cho tay đằng sau. Ok. Đẩy vai tới. Đẩy vai tới. Rồi, thấy bung cái tay, bung cái chân rồi. Chuyển qua reverse này. Đẩy cái hông, lấy Kimura. Đó. Rồi, người ta sẽ thoát đòn này. Giữ tay, tiếp tục chuyển hông hướng ngược lại. Thoát đòn. Mình sẽ còn cơ hội một đòn triangle lần 2. Đó. Thì cái này mình có thể đẩy cái hông lên cao, vuốt cái tay vô siết. Đó. Cái trường hợp mà người ta gồng quá lâu, người ta gồng giữ cái tay, giữ chặt, thì thay vì mình dồn lực vô tay, mình sẽ tập trung vô tay mình, gồng cái đùi, ép sát. Ok. Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào. Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách anh vì sao lặng im trong.